chỉ yào, jiù. Có nghĩa là chỉ cần là. Trong câu biểu đạt quan hệ điều kiện, tức mệnh đề phụ nêu ra điều kiện đầy đủ, mệnh đề chính giải thích có đủ điều kiện này sẽ có kết quả tương ứng. Điều đáng chú ý, chỉ cần là phải có đầy đủ điều kiện cần thiết. Sau đây chúng ta học câu thứ nhất. Chỉ yào tuo tú tuo xie, yu wen shui ping, jiu ke yi ti gao. Có nghĩa là miễn là hay đọc hay viết thì trình độ ngữ văn có thể nâng cao. Chỉ yào tuo tú tuo xie, yu wen shui ping, jiu ke yi ti gao. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. Chỉ yào tuo tú tuo xie, yu wen shui ping, jiu ke yi ti gao. Mời các bạn đọc lại lần nữa. Chỉ yào tuo tú tuo xie, yu wen shui ping, jiu ke yi ti gao. Mời các bạn học từ mới. Tú có nghĩa là đọc, xem. Tú shu có nghĩa là xem sách, đọc sách. Tú bào có nghĩa là xem báo, đọc báo. Tú. Mời các bạn học tiếp từ mới. Xie có nghĩa là viết. Xie zi có nghĩa là viết chữ. Xie shu có nghĩa là viết sách. Xie. Mời các bạn học tiếp từ mới. Yu wen có nghĩa là ngữ văn. Yu wen. Mời các bạn học tiếp từ mới. Shui ping có nghĩa là trình độ. Shui ping. Mời các bạn học tiếp từ mới. Tí cao có nghĩa là nâng cao. Tí cao. Chúng ta học tiếp câu thứ hai. Chỉ yào zhou muo bu jia ban, wo men jiu qu jiao you. Có nghĩa là miễn là cuối tuần không làm thêm giờ, chúng tôi sẽ đi du ngoạn ngoại ô. Chỉ yào zhou muo bu jia ban, wo men jiu qu jiao you. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. Chỉ yào zhou muo bu jia ban, wo men jiu qu jiao you. Mời các bạn đọc lại lần nữa. Chỉ yào zhou muo bu jia ban, wo men jiu qu jiao you. Chúng ta học tiếp từ mới. Zhou muo có nghĩa là cuối tuần. Zhou muo. Chúng ta học tiếp từ mới. Gia ban có nghĩa là làm thêm giờ. Gia ban. Mời các bạn học tiếp từ mới. Giao yếu có nghĩa là du ngoạn ngoại ô. Giao yếu. Chúng ta học tiếp câu thứ ba. Chỉ yào qiān xíng yī gōng lǐ, nǐ jiù néng kàn dào yī zuò sì miào. Chỉ cần đi về phía trước 1 km, bạn sẽ nhìn thấy một ngôi chùa. Chỉ yào qiān xíng yī gōng lǐ, nǐ jiù néng kàn dào yī zuò sì miào. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. Chỉ yào 前行,
一公里，你就能看到一座寺庙。Mời các bạn đọc lại lần nữa. 只要前行一公里，你就能看到一座寺庙。Chúng ta học tiếp từ mới. 前行 có nghĩa là đi về phía trước. 前行前行前行 Chúng ta học tiếp từ mới. 公里 có nghĩa là km, cây số. 公里公里公里 Chúng ta học tiếp từ mới. 寺庙 có nghĩa là chùa, miếu. 寺庙寺庙寺庙 Chúng ta học tiếp câu thứ tư. 只要功夫深铁杵就能磨成针 có nghĩa là miễn là có công mài sắt có ngày nên kim. 只要功夫深铁杵就能磨成针。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 只要功夫深铁杵就能磨成针。Mời các bạn đọc lại lần nữa. 只要功夫深铁杵就能磨成针 Chúng ta học từ mới. 功夫 có nghĩa là công phu, thời gian. 功夫功夫功夫 Chúng ta học tiếp từ mới. 铁杵 có nghĩa là chày sắt. 铁杵铁杵铁杵Chúng ta học tiếp từ mới. Mố có nghĩa là mài. Mố 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 Chúng ta học tiếp từ mới. Chân có nghĩa là kim. Chân chân